Chào mừng các bạn đến với KBSV 88 TV và đây là Kinh tế Easy. Thị trường tài chính từ trước đến nay có rất nhiều điều thú vị, trong đó có các sự kiện bongbong.com. Vậy bongbong.com là gì? Trước hết, .com là các công ty sử dụng Internet là nền tảng chính trong hoạt động kinh doanh. Bongbong.com là bong bóng của thị trường chứng khoán Mỹ, xảy ra vào thập niên 90, khi mà các cổ phiếu của những công ty công nghệ cao, công ty khởi nghiệp và hoạt động trên Internet với tên miền .com bị đầu cơ quá mức dẫn đến sụp đổ. Vào những năm 90 thì máy tính và Internet phát triển mạnh mẽ, các công ty IPO và thu về mức giá khổng lồ. Giá cổ phiếu cũng nhiều lần tăng chóng mặt, nhà đầu tư đánh giá nơi đây như một xứ sở thần tiên. Đầu năm 2000, sự cố máy tính Y2K xảy ra và các chỉ số diễn biến tiêu cực. Sản lượng thiết bị doanh nghiệp tăng 74%, chi phí xây dựng tăng 35%, trong khi hàng hóa tiêu thụ chỉ ở mức 18%. Fed nhận ra nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng quá nóng nên vội vã tăng lãi suất. Đồng thời, nhà đầu tư đã hoài nghi về những cổ phiếu mà họ xuống tiền. Vào tháng 3 năm 2000, bongbong.com cuối cùng đã vỡ khi nhiều công ty công nghệ phá sản vì không thể trả đủ lãi vay ngân hàng. Do đó, Nasdaq đã giảm hơn 75% trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 10 năm 2002. Đây là một bài học sâu sắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư, cần đủ thông tin và kiến thức về lĩnh vực muốn đầu tư. Đối với doanh nghiệp, cần cân đối giữa thu chi để đảm bảo các nguồn thu bền vững trong quá trình kinh doanh của mình. Còn bây giờ chúng ta đã kết thúc bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.